Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm qua đã tới thăm trường Đại học Bắc Kinh. Tại đây thì bà đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đối thoại để thúc đẩy quan hệ kinh tế vững mạnh giữa hai nước. Phát biểu tại Đại học Bắc Kinh, Bộ trưởng Yellen nhấn mạnh tầm quan trọng các cuộc trao đổi với giảng viên và sinh viên tại trường. Trong hai năm qua, Mỹ và Trung Quốc đã tập trung tăng cường trao đổi song phương và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết về chính sách kinh tế giữa hai nước. Tôi cho rằng đó là chìa khóa để xây dựng quan hệ kinh tế Mỹ-Trung vững mạnh, vốn mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Cũng tại cuộc trao đổi, bà Yellen trả lời những thắc mắc của các sinh viên liên quan tới nhiều chủ đề như vấn đề thâm hụt tài chính Mỹ, quan hệ thương mại song phương hay việc phát triển sự nghiệp cho nữ giới và thanh niên. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong và người đồng cấp nước chủ nhà Lam Phật An. Theo lịch trình, bà Yellen sẽ ở thăm Trung Quốc tới ngày 9 tháng 4. Hôm qua, nhân viên Đại sứ quán Mexico đã rời Ecuador sau khi Mexico cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với quốc gia Nam Mỹ này. Theo đó, máy bay chở nhân viên Đại sứ quán Mexico đã về tới thủ đô Mexico City trong ngày hôm qua. Phát biểu khi chào đón những người này trở về, Ngoại trưởng Mexico đã chỉ trích vụ việc lực lượng an ninh Ecuador xông vào Đại sứ quán Mexico trước đó và đánh giá cao nỗ lực bảo vệ Đại sứ quán của nhân viên ngoại giao. Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mexico đưa ra thông báo nêu rõ, Đại sứ quán Mexico cũng như các cơ quan lãnh sự nước này tại Ecuador sẽ đóng cửa vô thời hạn. Hôm 6 tháng 4, lực lượng an ninh Ecuador đã xông vào Đại sứ quán Mexico để bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador George Glass chỉ vài giờ sau khi được tổng thống Mexico chính thức cấp quy chế tị nạn chính trị. Đây là sự cố ngoại giao tồi tệ nhất tại Mỹ Latin trong nhiều năm gần đây, gây quan ngại cho các quốc gia trong khu vực. Cũng trong ngày hôm qua, chính phủ Colombia yêu cầu Honduras, quốc gia đảm nhiệm chức chủ tịch cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribe CELAC, triệu tập cuộc họp bất thường để thảo luận về vụ việc. Hôm qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA xác nhận các thiết bị bay không người lái UAV đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, gây hư hại một trong sáu tổ máy phát điện, nhưng không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân. Vụ việc cũng đã khiến một người bị thương. Thông báo của IAEA nhấn mạnh đây là sự cố nghiêm trọng gây phương hại tới sự toàn vẹn của hệ thống buồng chứa các lò phản ứng hạt nhân. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết, các chuyên gia tại nhà máy Zaporizhia xác nhận đã có ít nhất 3 vụ tấn công trực tiếp bằng UAV nhằm vào hệ thống buồng chứa chính, nơi có chức năng ngăn chặn sự thoát các đồng vị phóng xạ ra môi trường trong quá trình vận hành lò phản ứng. Ông Grossi cho rằng vụ tấn công làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra một sự cố hạt nhân và cần phải chấm dứt ngay lập tức. Zaporizhia hiện là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu với tổng công suất là 6 GW. Từ cuối tháng 2 năm 2022, nhà máy này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Trong bối cảnh xung đột tại Gaza đã kéo dài 6 tháng, Israel hôm qua cảnh báo vẫn đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah và cuộc xung đột tại Gaza sẽ còn kéo dài. Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn khác có thể xảy ra ở khu vực biên giới phía Bắc, giáp Liban và Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, việc rút một phần quân ra khỏi thành phố Khan Yunis phía nam ở giải Gaza là để chuẩn bị cho những nhiệm vụ trong tương lai, trong đó có thành phố Rafah gần với biên giới Ai Cập. Cộng đồng quốc tế thời gian qua cũng bày tỏ quan ngại về khả năng Israel triển khai chiến dịch tấn công Rafah, nơi trú ẩn của 1,5 triệu người dân Palestine. Cùng ngày, quân đội Israel cho biết đã tiến đến một giai đoạn khác trong việc chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra ở khu biên giới phía Bắc, giáp Liban. Theo tuyên bố của quân đội Israel, Bộ Tư lệnh phương Bắc đã củng cố khả năng sẵn sàng ứng phó với chiến tranh, sẵn sàng tổng động viên binh sĩ khi được yêu cầu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đang gia tăng trong những ngày gần đây. Hôm qua, hàng nghìn người Israel đã xuống đường tuần hành ở Tel Aviv, yêu cầu chính phủ cần làm nhiều hơn nữa để khoảng 130 con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza được trả tự do. Các cuộc biểu tình diễn ra bên ngoài trụ sở Quốc hội Israel diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tại Gaza đã được nối lại ở Ai Cập trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, thân nhân các con tin đã cảm thấy mệt mỏi
khi quá trình đàm phán đến nay vẫn chưa có kết quả. Gia đình con tin và mọi người ở đây đã phải chịu đựng đủ rồi. Chúng ta cần phải hiểu điều đó và thế giới cần chung tay đưa họ trở về. Đây là vấn đề vượt lên trên chính trị và tôn giáo, là vấn đề nhân đạo. Thời gian gần đây, chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đối mặt với nhiều chỉ trích khi không đạt được một thỏa thuận để giải cứu con tin. Theo kết quả một cuộc khảo sát mới nhất, có tới 56% số người được hỏi cho rằng chính phủ Israel chưa nỗ lực hết sức trong vấn đề này. Trong khi đó, đã có 6.000 người tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ nhằm kêu gọi phóng thích khoảng 130 con tin đang bị giam giữ tại Gaza. Tại New York, hàng trăm người đã tập trung tại một số tuyến phố, hô vang khẩu hiệu yêu cầu trả tự do cho các con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza sau 6 tháng diễn ra xung đột Israel-Hamas. Còn tại thủ đô Washington DC, cuộc biểu tình có sự tham gia của thân nhân con tin và cả đại diện phe đối lập Israel. Phe đối lập Israel khẳng định sẽ lên kế hoạch trao đổi với chính phủ Mỹ và nỗ lực hết sức để đưa những con tin đang bị giam giữ trở về. Kể từ khi xung đột với Israel bùng phát đầu tháng 10 năm ngoái, Hamas đã bắt giữ 253 con tin. Khoảng một nửa trong số này đã được trả tự do như một phần của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hồi cuối tháng 11. Việc trả tự do thêm cho con tin là một trong những nội dung của cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tại Gaza được nối lại tại Ai Cập ngày hôm qua. Theo các nguồn tin, các bên tham gia đàm phán đã đạt được nhất trí về những điểm cơ bản. Sáng nay theo giờ Việt Nam, một vệ tinh trinh sát do Hàn Quốc tự chế tạo đã được phóng vào quỹ đạo nhằm tăng cường khả năng giám sát của nước này trên bán đảo Triều Tiên. Đây là bước đi tiếp theo trong kế hoạch sở hữu 5 vệ tinh do thám cỡ vừa và lớn tới năm 2025 của Hàn Quốc. Vệ tinh do thám được trang bị cảm biến radar khẩu độ tổng hợp SIR để thu thập dữ liệu bằng vi sóng và có khả năng thu thập dữ liệu bất kể điều kiện thời tiết. Hồi cuối năm ngoái, Hàn Quốc đã phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên lên quỹ đạo từ căn cứ của lực lượng không quân Mỹ ở California bằng tên lửa SpaceX. Vệ tinh này được trang bị cảm biến quang điện và hồng ngoại để ghi lại hình ảnh chi tiết về bề mặt trái đất. Ngoài 5 vệ tinh trong kế hoạch, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng nỗ lực trang bị thêm từ 50 cho đến 60 vệ tinh do thám cỡ nhỏ và siêu nhỏ tới năm 2030 để cung cấp liên tục dữ liệu về bán đảo Triều Tiên. Tòa án hình sự Panama hôm qua đã bắt đầu tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa tiền liên quan đến vụ bê bối trốn thuế từng gây chấn động toàn thế giới, còn được gọi là vụ hồ sơ Panama. Trong số các bị cáo có Jürgen Mossack và Raymond Fonseca Mora, những người sáng lập công ty luật Mossack Fonseca, vốn là trung tâm của vụ bê bối. Công ty này hiện đã không còn tồn tại. Hồi năm ngoái, hai bị cáo này cũng đã bị xét xử ở Panama với cáo buộc rửa tiền trong vụ bê bối tham nhũng Carwash ở Brazil liên quan đến tập đoàn xây dựng Odebrecht. Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu bị rò rỉ, hé lộ về hoạt động rửa tiền và liên quan tới hàng loạt nhân vật danh tiếng và giới chức cấp cao nhiều nước, làm rung chuyển các chính phủ, dẫn tới hàng loạt cuộc điều tra trên khắp thế giới và giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của Panama như một trung tâm tài chính hải ngoại. Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu EU về thiên đường thuế. Theo các nhà khoa học, bảo tồn rừng nhiệt đới là cách hữu hiệu để hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu đạt mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của con người thì diện tích rừng nhiệt đới trên toàn thế giới vẫn đang sụt giảm với tốc độ kỷ lục. Theo số liệu do Viện Tài nguyên Thế giới và Trường Đại học Maryland, Mỹ tổng hợp, năm 2023, tổng diện tích rừng nhiệt đới toàn cầu đã biến mất là khoảng 37.000 km2. Con số này tương đương với tốc độ mất rừng là 10 sân bóng đá mỗi phút, với diện tích sân bóng tiêu chuẩn là 7.480 m². Ba quốc gia mất rừng nhiệt đới hàng đầu là Brazil, Cộng hòa Dân chủ Congo và Bolivia, chiếm hơn một nửa thiệt hại toàn cầu. Tuy nhiên, tỷ lệ mất rừng ở Brazil trong năm 2023 dù ở mức cao là 36%, nhưng vẫn giảm nhiều so với năm trước đó. Bản tin thời sự quốc tế cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin kết thúc tại đây. Chương trình được thực hiện bởi sự phối hợp của Thông tấn xã Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.